đúng là lố rồi, giờ sao cầm đóng rồi. Thật sự là em nghĩ là buổi ngày hôm nay là em được nhậu là nhờ ơn tổ cho em là nghệ sĩ. Và có một cái buổi dỗ tổ mà từ hôm qua luôn. Hôm qua em không dám uống. Để dành hôm nay em uống thôi. Hôm nay là ngày 9 em uống nhiều. Ok. Không, thở hơi bật luôn. Không, 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 đâu con nó có 4 người lận chứ mình lộn sao được ăn đủ 4 người nghe 4 người đi em đi không cái mỏ nó bỏ rồi phải được Thank you.
Số sếp chưa lên nên mình cứ vui vẻ tâm sự nhau như ngày Tết của nghề của chúng ta nha. Và các bạn năm B ơi, nhìn mặt tất cả các khách ngày hôm nay không cho ra khỏi cửa, ai mà ra là tắt từ đây quăng xuống đất nha. Dạ ok chị nha. Giữ lại okay. Không có cho ai ra khỏi cửa nha. Ok em muốn đây là ok chị ạ. Vậy không đủ ăn không? Đủ đồ ăn em không chị? Đâu ăn ăn rồi đó. Vậy đủ đồ ăn em không chị? Nhưng mà ăn của đào chanh tư. Em không ăn cái gì luôn. Em không ăn cái gì chứ. Không em lên nha. Đi bộ đồ.
Xin mời quan khách là do phải đi một cái tour qua các cái sân khấu để về chúc mừng dỗ tổ. Thấy là biết rồi. Về đi hết nhà để chỗ một tí. Rồi không là đi quan khách đội thứ và ngang kẹt. Chúng ta nhìn thấy nãy giờ